Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ hàng chục cây xà cừ bị khoét vỏ trên đường láng. Ngay sau khi Công an quận Đống Đa công bố ông Đoàn Thám, 80 tuổi, sống trên địa bàn quận là người gây ra vụ việc này, thì điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này là các cơ quan chức năng sẽ xử lý cụ ông này như thế nào. Nghị định 121/2013 của Chính phủ có điều 49 quy định về việc bảo vệ cây xanh, công viên, vườn hoa. Theo đó, hành vi đục khoét thân vỏ có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng. Trao đổi với phóng viên Chào buổi tối vào ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Anh Thơm, văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho rằng hành vi của ông Thám đã vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ cây xanh đô thị. Về nguyên tắc, mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi vi phạm của ông Thám chỉ là muốn chữa bệnh cho vợ, chứ không có động cơ, mục đích phá hủy cây xanh. Bên cạnh đó, xét về mặt thực tế và lâu dài, việc khoét vỏ cây xà cừ chưa ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh, nên các cơ quan nên xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, chứ không nên phạt tiền. Hành động khoét vỏ thân xà cừ để chữa bệnh cho vợ của ông cụ 80 tuổi này thì cũng có phần đáng trách khi mà đã xâm hại một trong những hàng cây cổ thụ đẹp nhất của thủ đô. Tuy nhiên, có lẽ khi rõ sự tình thì điều mà nhiều người nhắc đến hơn và cũng quý trọng hơn cả đó là tình cảm và sự quan tâm, chăm sóc mà ông đã dành cho người vợ 74 tuổi của mình. Và trong không khí của ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 đang rộn ràng như bây giờ thì câu chuyện này sẽ khiến nhiều người nghĩ đến những mối tình già. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ ao ước khi về già thì mình cũng sẽ được người bạn đời của mình chăm sóc một cách ân cần như thế. Vâng, và từ xưa thì ông bà ta cũng đã quan niệm rằng con chăm cha không bằng bà chăm ông. Tình cảm của những đôi vợ chồng đã ở tuổi bóng xế có lẽ không phải là thứ tình cảm nồng nàn, thậm chí là vồ vập như thời trẻ, mà đó là những tình cảm rất sâu nặng. Duy có một điều là tôi nghĩ rằng tình trẻ hay là tình già thì cũng sẽ giữ nguyên sự lãng mạn cần có của tình yêu. Và trong dịp Tết vừa qua, bộ ảnh Ông bà anh đi chợ Tết được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và khiến cho người xem vô cùng thích thú. Bộ ảnh do người cháu nội chụp ông bà của mình rất dễ nhận ra những cử chỉ yêu thương từ cái nhìn yêu thương, cái nắm tay rất chặt. Bộ ảnh không chỉ khiến cho mọi người ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng già dành cho nhau mà còn khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy không khí ấm áp, hạnh phúc của mùa xuân, của ngày Tết.